Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì đây là video cuối cùng trong năm nay rồi, nên bởi vậy không thể nào thích hợp hơn để chủ đề của video này đó chính là top 5 cuốn sách mà mình đã đọc trong năm nay. Thì khi các bạn xem cái video này, nó sẽ hơi mâu thuẫn một tí so với cái video top 16 trước của mình. Nhưng mà nói chung là nó không mâu thuẫn đâu, giải thích dài dòng lắm. Thì mấy bạn chỉ cần biết đó là đằng nào thì danh sách yêu thích cũng dựa vào cảm tính. Mà để gọi là cảm tính thì làm sao mà có thể logic 100% được. Nhưng mà nói chung là hy vọng các bạn tận hưởng danh sách này. Và cái thứ hai đó là rút kinh nghiệm từ cái top 16 trước. Mình sẽ không lựa quá nhiều cuốn mà mình chỉ lựa đúng 5 cuốn thôi, để có thời gian nói kỹ về từng cuốn. Ok, không để mất công các bạn đợi lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu luôn. Top 5 đầu tiên đó chính là Chim Cổ Đỏ của tác giả John Nesbo. Thì việc mà cuốn sách này có ở cả danh sách này lẫn danh sách top 16 kia chắc chắn sẽ làm các bạn nghĩ là cuốn này phải gọi là có cái gì cực kỳ nhân văn hay là cực kỳ ấn tượng, kiểu mang đậm tính văn học vậy. Thì không phải là vậy. Cái lý do mà cuốn này giữ một cái vị trí khá là đặc biệt trong lòng mình đó là tại vì cái năm lớp 11 với năm lớp 12 của mình á, mình bắt đầu vô chương trình học rất là cực. Nên bởi vì thường là mình chỉ muốn đọc những cuốn sách ngắn ngắn, mỏng mỏng mà mang tính giải trí một tí á, để đọc giải trí sau giờ học. Nên bởi vậy mình đã tránh những cuốn sách mà dày, mà nhiều chữ như vậy. Nhất là việc mà phải đọc liên tục tùy một cuốn rất là bự như vậy. Trong khi thực tế là hồi nhỏ và từ hồi cấp 2 nữa, mình rất là thích đọc những cái cuốn sách mà dày bự bự nè, đọc nó rất là đã vậy. Thì chính nhờ cuốn Chim Cổ Đỏ mà đã kiểu như là mang mình trở lại cuộc chơi lớn vậy. Để đây chính là cuốn sách mà đầu tiên từ sau một giai đoạn rất là dài ôn thi đại học mà thực sự là mình đã nghiền ngẫm nó, đọc liên tục tùy, đọc rất là kiểu gọi là rất là mê luôn á. Và nó dài, nó thực sự là để giống kiểu giúp mình quay lại cái sở thích đó là đọc những cuốn sách bự và dài như vậy, đọc phê. Xếp hạng thứ tư đó chính là cuốn Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của tác giả gì đó quên tên rồi. Thì nói chung là nó sẽ hiện như cái hình này. Mình nghe cuốn này trên audio. Cuốn này nó sao ta phải gọi là rất là hay. Thì lý do mà mình đọc cuốn này cũng buồn cười lắm. Thì chắc các bạn không biết đó là trong cái lúc mà phải gọi là cái phong trào sách Nhật bắt đầu nổi lên Việt Nam á, thì mình đã hoàn toàn bỏ qua phong trào luôn. Tại vì lúc đó mình đang quá bận thi rồi và mình không có thời gian để đi phải gọi là đi khám phá một thể loại văn học mới vậy á. Nói chung là nó cũng không phải là lý do tốt nhất nhưng mà nó là vậy. Thì sau khi thi đại học xong mình muốn bù đắp cho thể loại văn học Nhật, tại vì sau khi nghe các bạn miêu tả mình biết chắc chắn là mình sẽ thích văn học Nhật luôn á. Nó đúng là thể loại sách mà mình đang tìm. Thì mình đã thử cuốn sách khá là nổi, phải gọi là gần như là nổi tiếng nhất trong tất cả cái cuốn sách Nhật sau Rừng Na Uy thì phải. Đó là cuốn sách Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Thì phải gọi là mình rất là ấn tượng với cuốn này. Mình hiểu tại sao mà các bạn lại thích cuốn này. Nhưng mà nói chung là lúc mình đọc mém tí nữa là mình đã bỏ cuộc nha. Nghĩa là 5 chương đầu của quyển sách này nó rất là chán. Gần như mình đọc 5 chương đầu á, mình cảm thấy hơi sợ, kiểu như ủa mình có lựa sai quyển không vậy. Nghĩa là văn học Nhật không lẽ nó buồn thế vậy, nó chán thế vậy. Thì phải gọi tới khi mà tới tận cái chương 5 á, khi mà chương tại sao cái cuốn sách này tên là Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa á, thì nó bắt đầu phải gọi là cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ lôi cuốn cho mình tới tận cái cuối truyện luôn. Và cái kết truyện cũng là một kết truyện rất là đặc biệt và cảm động. Thì nói chung là xét về mặt cảm động thì chắc chắn là cuốn này sẽ đứng nhất trong tất cả các cuốn sách cảm động nhất mà mình đọc trong năm nay. Đó là lý do tại sao mà nó có trong top này. Vị trí thứ ba đó chính là Cẩm Nang Tự Học tiếng Anh của Kiên Trần. Rõ ràng là các bạn đã nghe mình nói quá nhiều về quyển này. Ý là nói chung là mình cũng không biết nói làm sao nữa. Kiểu như mình biết là mấy bạn sẽ rất là ngán khi mình lại một lần nữa nói về cuốn này. Nhưng mình sẽ không ngừng nói về cuốn này cho tới khi nào các bạn quyết định là mua cuốn này để đọc. Thì quyển này thì cũng như mấy video trước mình nói, đó là lý do mà thực sự nó lọt vô lưu top này. Tại vì không những nó chỉ dừng lại ở việc đó là khả năng học tiếng Anh mà nó còn nói sâu hơn nữa, đó chính là ý thức tự học và cách thức tự học rất là hay, rất là hữu ích cho các bạn đang trong giai đoạn đại học hoặc là cấp 3 hay gì cũng được. Nói chung là nếu như các bạn đang hứng thú với chuyện tự học thì chắc chắn là nên tham khảo ngay cuốn này. Xếp ở vị trí thứ 2, mình không biết đây có được tính là sách không nữa, nhưng nói chung là
đó chính là series Self-Help của tác giả Huyền Chiếp. Thì nếu như các bạn theo dõi Facebook của tác giả Huyền Chiếp thì năm nay chị đó đã ra những cái bài viết nhỏ nhỏ Self-Help để nói về đủ thứ, ví dụ như là những kỹ năng giới trẻ cần có, hoặc là cách nào để đọc sách tiếng Anh, hay là kiểu như vậy, nghĩa là viết những cái bài nhỏ nhỏ rồi sau đó đăng thành một loạt vậy. Thì cái loạt này chưa được công bố thành sách, nhưng mà mình khá là mong là cái loạt chuyện này nó sẽ được tiếp tục trên trang Facebook của Huyền Chiếp, và cuối cùng là sẽ được chị này đóng thành một quyển để đọc. Tại vì nó rất là hay, mình đã gần như là đọc hết tất cả những cái bài đăng của chị Huyền Chiếp trên trang Facebook của chị. Thì phải nói là mình rất là ấn tượng luôn, thậm chí có một số điều trong cái phải gọi là có một số điều trong cái đó mà chị nói á, thực sự là làm thay đổi luôn cái cách mình nghĩ về quá trình đại học của mình, và nó tạo ra một số cái kiểu như là mục tiêu mà mình đang muốn hướng tới vậy. Nếu như bạn vẫn chưa đọc series Self-Help của Huyền Chiếp thì mình nghĩ là chắc chắn bạn nên đọc. Chỉ cần lên Facebook trang cái chỗ mà để tìm á, bạn gõ chữ Huyền Chiếp vô, cứ ấn Enter là ra trang của chị đó thôi. Thì nó khá là ngắn thôi, cũng có thể là lý do tại sao mà nó chưa được xuất bản thành sách, tại nó khá là ngắn, mỗi bài viết cũng bình thôi. Nhưng mà ý là bình về mặt độ dài á, thì mình nghĩ là chắc chắn là bạn nên tìm thử cái series này và đọc, rất là ấn tượng. Và phải gọi là trước đó mình nghe nhiều tai tiếng Huyền Chiếp rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ đọc về Huyền Chiếp. Thì mình cũng không hiểu, sau khi mình đọc xong mình cũng không hiểu tại sao chị này lại có tai tiếng nữa. Tại vì chị này thực tế là rất là đáng nể luôn á, thật sự rất là đáng nể. Và cuối cùng, quyển sách hay nhất trong năm nay, nếu như bạn thực tế là vẫn chưa đoán ra thì mình hơi bất ngờ, ý là mình đã không ngừng nói về quyển này, thậm chí mình đã làm luôn tới 3 cái video về quyển này. Nói vậy chắc các bạn biết đó quyển gì rồi, đó là quyển Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn. Phải gọi là cuốn này lúc mình đọc, lúc mình tìm nó thì mình hơi lo sợ, tại vì cái tựa đề nghe nó hơi, nói chung là không phải tựa đề mà mình sẽ tìm. Nhưng mà sau khi đọc xong thì phải gọi là hoàn toàn quyển này xứng đáng với tất cả những cái lời khen mà nó nhận được. Thậm chí là cái lý do mà làm cho quyển này không những hay nha, mà còn thực sự là nằm trong cái top 1 của năm nay luôn á. Tại vì nó không phải như những quyển sách khác mà kiểu như đọc xong rồi, đọc xong vậy thôi á, ghé một bên. Thì trong đây có rất nhiều những cái tiêu đề, rồi những cái trang web, rồi những cái hoạt động mà chị Rosie Nguyễn đưa ra mà mình rất là ấn tượng, và nó thực sự nằm sâu trong não mình và đã bắt đầu lên những cái kế hoạch. Nghĩa là trong năm 2018 này mình sẽ lên một số kế hoạch để thử biến một số điều trong cuốn sách này thành sự thật. Mình sẽ thử một số phương pháp mà chị Rosie Nguyễn giới thiệu. Thì dựa vào cái chuyện mà nó định hướng mình tới những cái hoạt động đó, và cái chuyện mà nó ở sâu trong những cái bộ não mình á, đó chính là lý do mà mình chọn nó cho top 1 năm nay. Thì mình chỉ mới thử có một hoạt động duy nhất trong quyển này thôi, đó là nghe podcast. Thì các bạn đã thấy là mình đã thích nó tới mức nào rồi, thì mình không thể nào chờ được cho tới những cuốn sách sau. Và cuối những cái sách này nè, chị Rosie Nguyễn có đưa một cái list về những cái cuốn sách hay mà các giới trẻ nên đọc. Thì có thể năm nay mình sẽ thử đọc số quyển trong đây coi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì chúc mừng năm mới, chúc các bạn có một năm 2018 vui vẻ. Và hẹn gặp lại.